Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong câu chuyện âm nhạc được phát sóng trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, nhạc sĩ An Hiếu, con trai của cố nhạc sĩ An Thuyên, sở hữu một kho tàng đồ sộ các sáng tác với đa dạng các đề tài như nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ca khúc về người lính, thanh niên hay những bài hát dành cho thiếu nhi. Và trong đó thì không thể không nhắc tới những ca khúc như Nghề báo tôi yêu hay Ngược chiều bình an. Điểm chung trong các sáng tác của nhạc sĩ An Hiếu là đều khiến cho người nghe có cảm giác an yên, nhẹ nhàng, không lên gân, mà anh đều sử dụng ngôn ngữ phù hợp với tuổi trẻ, âm nhạc mới mẻ, hiện đại để có thể tiếp cận công chúng. Vâng, và vị khách mời tuần này của câu chuyện âm nhạc không ai khác chính là nhà giáo, nhạc sĩ An Hiếu. Vâng, lời đầu tiên thì xin được chân thành cảm ơn anh đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình Nhân dân ạ. Xin chào Thúy Quỳnh, xin chào quý vị khán giả. Nhạc sĩ An Hiếu tên thật là Nguyễn An Hiếu, sinh năm 1975 tại quê hương Nghệ An. Sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với cha là cố nhạc sĩ An Thuyên. Trong suốt chặng đường gần 30 năm gắn bó bền bỉ bên những khuôn nhạc, với nhạc sĩ An Hiếu, áp lực khi có người cha nổi tiếng chính là nguồn động lực lớn giúp anh tự tin trên con đường khẳng định vị trí của riêng mình. Sau thời gian học tập tại Trung Quốc, nhạc sĩ An Hiếu trở về Việt Nam tiếp nối công tác giảng dạy của cha mình tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Bên cạnh những chủ đề quen thuộc viết về người lính, tình yêu, tuổi trẻ, một trong những mảng đề tài quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ An Hiếu chính là những ngành nghề, công việc anh từng có dịp tiếp xúc. Trong số đó không thể không nhắc tới ca khúc Nghề báo tôi yêu, ca khúc được xem như món quà tinh thần anh dành tặng các phóng viên, nhà báo, những người bạn luôn gắn bó thân thiết, đồng hành cùng anh trên chặng đường nghệ thuật của mình. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn dành cho anh đó chính là anh có thể chia sẻ một chút những cái kỷ niệm mà trong quá trình anh được học, được đào tạo tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ạ. Nhiều người cũng ước muốn có những điều như tôi, có nghĩa là được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, rồi xong có cái sự ảnh hưởng rất là tích cực đến từ bố tôi là một nhạc sĩ tài hoa. Thế nhưng mà lúc đầu, ban đầu khi mà bước đi trên con đường này, bắt đầu bắt tay vào công việc sáng tác ấy, thì tôi lại nghĩ rằng đó đôi khi đó là một áp lực dành riêng cho mình. Nếu mà mình chỉ nghĩ đơn giản thôi, áp lực đó nếu mình không biết cởi bỏ nó, mình không biết vượt qua, không biết biến nó thành động lực thì nó sẽ không giúp cho mình thành công được. Và chính vì điều đó mà giúp cho tôi là mình càng phải cố gắng học tập, rèn luyện mình hơn, tìm những cái hay cái mới, tìm những lối đi riêng. Và không chỉ rằng mình không dựa vào cái bóng quá lớn của bậc tiền bối, đó là ba mình, mà mình phải tìm cho mình những cái điều gì đó đặc biệt để mình tỏa sáng mà mình vững vàng trên con đường của mình. Anh vừa nhắc tới câu chuyện đó chính là chúng ta cần phải biến những cái áp lực trở thành động lực, lựa chọn cho mình những lối đi riêng. Vậy thì đó có phải là lý do khiến cho anh lựa chọn môi trường nghệ thuật quân đội hay không? Bởi vì nó rất là khác đối với những cái môi trường nghệ thuật khác. Nếu mà ai mà, tức là khi mà ở ngoài nhìn vào môi trường quân đội ấy, thì sẽ nghĩ rằng bước vào quân đội đó mà là điều gì đó nó hơi hà khắc này, rồi hơi khô cứng một chút này, rồi có những cái bị gò bó chứ. Thế nhưng mà không phải. Đối với chúng tôi, khi mà đã ở trong ban rất là nhiều năm ở trong quân ngũ mới hiểu rằng chính những cái thứ kỷ luật, những cái mệnh lệnh đó giúp cho con người chúng tôi trưởng thành hơn. Và không phải là bị gò bó đâu. Chúng tôi tất nhiên có những nguyên tắc riêng của người lính. Thế nhưng mình ở trong khuôn khổ rồi, mình cảm thấy là cũng không vấn đề gì cả. Hoàn toàn đúng thôi, giúp cho con người mình luôn luôn được chuẩn mực, giữ được cái sự chuẩn mực. Còn cũng chẳng ai cấm những điều mình thích sáng tạo, mình thích đi du lịch, tất cả mọi thứ mình vẫn có thể làm mà. Em biết không khi trăng đang còn ngủ, màn đêm lặng yên từng con phố, anh
lắng nghe tin xa đang vọng về, giặc lửa kia nơi đâu anh quyết tìm. Anh hẹn em nhưng chẳng đến, em đã bao lần đợi anh trong giấc ngủ vui, hiểm nguy và bao giông tố, còi xe lại vang liên hồi, từng giây trôi qua bao người ngóng chờ, lửa bùng lên, lửa bùa phây, anh lính quên mình vì dân chiến đấu không ngừng, lợi xanh nào đâu đó đâu, chỉ mong toàn dân yên bình, anh mong chẳng có. Xôi thua nào ngồi trong hàng xe màu đỏ thắm, đi khắp nơi khi nhân dân đang cần, bỏ sau lưng riêng tư về cứu người. Anh hẹn em nhưng chẳng đến, mà những cái ca khúc anh sáng tác ấy, thì nó rất là đa dạng, chứ nó không chỉ thiên về quân đội mà còn có những đề tài như là đoàn viên thanh niên này, về tình cảm gia đình này, và thậm chí là không ít sáng tác dành cho thiếu nhi. Vậy thì đâu là cái nguồn cảm hứng để cho anh có thể sáng tác ở mọi khía cạnh cuộc sống đến như vậy? Tôi có thể nói là một người cực kỳ may mắn
khi có những người thầy dạy tôi về sáng tác chính quy tại nhà trường thì rất là giỏi. Đó là giáo sư nhạc sĩ Chu Minh, rồi nhạc sĩ Nguyễn Cường. Và một người thứ ba, như một người thầy của tôi đó là ba tôi, thì là cái người thường xuyên trao đổi mỗi khi tôi có những tác phẩm. Do vậy, ảnh hưởng tích cực, những điều tích cực đến từ những người này đến với tôi rất là nhiều. Tất cả các thầy đều cho tôi một lời khuyên, và cũng giống như phương châm giảng dạy của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, rằng mong muốn rằng mỗi học viên, mỗi sinh viên ấy, thì luôn tiếp cận những cái mới và tiếp cận mọi đề tài. Hãy nói cách suy nghĩ của mình xen với cái cảm nhận âm nhạc của mình, và quan trọng nhất phải nói tận cùng với đề tài đó, chứ đừng hời hợt. Vậy thì đề tài nào khiến cho anh cảm thấy mong muốn đi đến tận cùng và có cảm hứng sáng tác? Thật ra thì cũng có nhiều cái mà mình cảm thấy là mình rất là thích viết. Nhưng bây giờ hình như là mình nghĩ đến một độ tuổi chững tuổi, gọi là trung niên như bây giờ rồi, thì mình nghĩ rằng có một cái mảng đề tài mà tôi cũng ấp ủ rất là nhiều cái dự định. Tức là viết về lực lượng vũ trang là đương nhiên rồi, bởi vì chúng tôi là những người lính, thì viết về công an, viết bộ đội thì có rất là nhiều điều thuận lợi. Nhưng có một mảng nữa mà bây giờ mọi người hay nói về tôi, đó là viết về kiểu tình ca mang màu sắc chính trị. Tức là chọn những cái đề tài mà khi nghe đến thì đã có độ khó nhất định rồi. Ví dụ như viết về Đảng, viết về Bác Hồ, viết về những người khác mà danh nhân của Việt Nam, ví dụ như Đại tướng Võ Nguyên Giáp chẳng hạn. Thì viết thế nào? Bởi vì đằng trước đó thì vô cùng nhiều tác phẩm hay. Hoặc là những cái đề tài mà mang tính chất xã hội, ở bây giờ mang cái tính chính trị cao, thì mình phải tìm một cách nói nào đó phù hợp. Quan trọng nhất là nhiều người đón nhận nó, dù có ở lứa tuổi nào đi nữa. Đấy là một thách thức. Đề tài càng khó, thế nhưng mà nếu vượt qua được và được khán giả đón nhận, thì Thúy Quỳnh cũng tin chắc rằng là đấy sẽ là những cái tác phẩm mà sống mãi với thời gian, đúng không ạ? Vậy thì xin hỏi anh một điều mà có lẽ là hơi cá nhân một chút. Không biết được rằng là với đề tài viết về những nhà báo này, những phóng viên như là những người thực hiện chương trình như chúng tôi chẳng hạn, thì khiến cho anh có những cảm xúc như thế nào ạ? Phải nói rằng với mỗi đề tài mình không hiểu nó, không hiểu về cái đối tượng mà mình cần tiếp cận ấy, không hiểu một cách sâu sắc thì không bao giờ viết hay được. Thì tôi, cái trong tất cả những người mà thân thiết thì tôi có rất là nhiều người bạn làm báo. Tại sao tôi thích họ? Họ có thể viết ở mảng an ninh, mảng chính trị, mảng xã hội hay là mảng văn hóa văn nghệ. Nhưng tôi nhận ra một điều rằng chơi với những người làm báo có những điều rất đặc biệt. Họ có đôi mắt và cách nhìn rất riêng, rất đặc biệt. Cũng chỉ là một sự vật hiện tượng thôi, nhưng nếu như chúng ta hời hợt nhìn qua thì thấy nó không có gì cả. Nhưng nhìn dưới con mắt và xong biến thành ngòi bút của nhà báo thành những câu chuyện và có những chiều sâu khác. Do vậy qua đó thì qua nghề nghiệp tôi cũng yêu và hiểu hơn về mỗi nhà báo. Chính vì đó thì mình nghĩ là đầu tiên chỉ nghĩ đơn giản thôi, có dịp nào đó mình viết tặng họ một sản phẩm. Thế thì cũng rất là may khi mà lần đầu tiên báo Tuổi Trẻ Thủ Đô có một chương trình kỷ niệm, thì ba tôi với tổng đạo diễn ấy bảo là con hãy viết một tác phẩm đi, viết về nghề báo đi, viết về hình ảnh nhà báo. Thì cũng rất là khó. Kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng mà để cái bài hát vang lên được như bây giờ ấy, thì nó cũng trải qua rất là nhiều cái lúc mà phải chỉnh sửa. Và đến bây giờ thì tôi thấy rằng bài hát này được khá được nhiều người đón nhận, đặc biệt là đối với những người làm nghề báo. Chắc là trong đó tôi cũng đã lồng ghép rất là nhiều tình cảm của tôi dành cho mỗi phóng viên, mỗi nhà báo cách mạng. Xin anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về quá trình anh sáng tác ca khúc Nghề Báo Tôi Yêu. Không biết là để ra được ca khúc hay đến như vậy thì anh mất khoảng thời gian bao lâu và có những cái kỷ niệm gì đặc biệt ạ? Phải nói thật là khi đầu tiên ấy, khi mà nhận cái nhiệm vụ gọi là đặt hàng, đây là bài hát đặt hàng, thì tôi cũng phải đi tham khảo rất là nhiều, xong nghe thêm. Bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm ở Đà Nẵng cũng là bài hát rất hay về nghề báo. Rồi ngoài ra có một số ca khúc nữa. Thì mình cũng nghĩ là mình liệu rằng có viết được ca khúc nào mà có gì mới không? Có gì hay hơn? Thì đấy cũng là một điều trăn trở. Và thật sự đó là những cái thách thức của tôi. Do vậy là khi viết xong thì phải sửa. Rồi cũng trăn trở nhiều lắm. Viết từng câu chữ mà mãi nó cứ nông toèn đi. Thế thì tôi mới về, tôi phải nghiền ngẫm thêm nữa.
và ngồi nói chuyện tâm sự một số người bạn làm báo của mình nữa để tôi lấy thêm cảm xúc và hỏi xem họ muốn gì thể hiện ở trong ca khúc của mình. Sau đó thì có những cái ca từ mà mình thấy là đắt giá hơn đưa bài hát. Ví dụ như nhắc đến nhà báo, dứt khoát phải nói đến ngòi bút thép, nói đến tâm sáng và nhắc đến bản, có thể nói là bản lĩnh chính trị của người làm báo. Họ luôn luôn vững vàng trước cuộc đời, trước tất cả mọi giông tố, trước tất cả mọi cám dỗ. Sau đó thì những ca từ tôi được hoàn thiện hơn. Và tôi coi đó là một cái kỷ niệm cũng giống như là một cái bài học về ngành sáng tác của mình. Vâng, vậy thì ngay bây giờ có lẽ là cũng xin được mời nhạc sĩ An Hiếu cùng với quý vị khán giả. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Nghề báo tôi yêu. Nhọc nhằn thế nhưng đầy niềm vui, lòng thấy như mình măng nở cùng thời gian bên trang báo thơ. Yêu sao từng đêm không ngủ để ngày mai báo ra thần sớm. Báo dâu nhiều gian khổ là bài ca phấn đấu không ngừng, từng dòng tin chan chứa bao nhiêu tình yêu, ngồi bút thêm tâm sáng thanh cao đẹp thay, mình cầm tay dăm xa đi tới mặt trời sáng trong tim. Trên tay đây trang báo mới tự hào. Nhọc nhằn thế nhưng đầy niềm vui, lòng thấy như mình măng nở cùng thời gian bên trang báo thơ. Yêu sao từng đêm không ngủ để ngày mai báo ra thật sớm, báo dâu nhiều gian khổ là bài ca phấn đấu không ngừng, từng dòng tin chan chứa bao nhiêu tình yêu, ngồi buồn thêm tâm sáng thanh cao đẹp thay, mình cầm tay dăm xa đi tới mặt trời sáng trong tim lối soi đường, dòng thời gian năm tháng băng qua đàn bom, giọt mồ hôi xương máu của bao người đi, lòng nhiệt tình trong ta cháy mãi, cầm trên tay đây. Vì tôi là nhà báo
chờ bài tin đến tay từng ngày. Thần cao quý vì tôi là nhà báo Việt Nam. Vâng, xin được tiếp tục cuộc trò chuyện với nhạc sĩ An Hiếu. Thưa anh, được biết được rằng là hiện nay thì anh cũng là giảng viên của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút về công việc của mình liên quan đến đào tạo và nguồn nhân lực trẻ cho ngành nghệ thuật quân đội ạ? Tôi gắn bó với Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội từ những năm 1994 khi còn là học viên. Sau đó thì tôi được giữ lại làm cán bộ giảng viên. Và đến hiện nay thì tôi công tác chính tại khoa Quản lý Văn hóa. Đây là một cái khoa có thể nói là dạy khá đa ngành. Trước đây thì chúng tôi dạy cả bảo tàng thư viện, nhưng bây giờ thì tập trung vào đào tạo về cán bộ văn hóa quần chúng dành cho tất cả các đơn vị trong bộ đội. Cũng phải nói rằng cái chặng đường mà đào tạo của tôi thì gắn với khoa Quản lý Văn hóa không nhiều, mới từ năm 2014 đến nay thôi. Thì nhưng cũng cho tôi rất là nhiều kỷ niệm ở trên cái quãng đường giảng dạy này. Và nếu cho quay được thời gian để chọn lựa thì tôi cũng sẽ chọn đó là nơi mà mình cống hiến và mình phát triển và làm sao mà truyền tải tất cả các chất xám dành cho các thế hệ học viên và sinh viên. Nói như vậy thì có nghĩa là mỗi một nhạc sĩ cần phải có những cái góc nhìn đa dạng và linh hoạt với chính cái cuộc sống của mình, đúng không ạ? Và chúng tôi được biết được rằng là khi mà nhắc tới sự đa dạng và linh hoạt ấy, thì tôi nhớ tới hình như là anh có sở thích đi phượt và chinh phục những cái cung đường. Thế không biết được rằng là nếu mà như vậy thì dường như là ở trong anh có rất là nhiều những cái mảnh ghép đối lập nhau. Nếu mà thường thích đi phượt và thích những cái cung đường ấy, thì là yêu thích tự do, phóng khoáng. Thế nhưng mà anh lại được đào tạo ở một môi trường mà như anh đề cập ban đầu có phần hà khắc. Thế thì đó có phải là một cái mảnh ghép khiến cho anh đa dạng và linh hoạt hơn trong những sáng tác của mình hay không? Là một người sáng tác ấy, cái điều sợ nhất là mình đóng khung ở trong một cái nguyên tắc nào đó. Và thêm nữa là đóng khung ở trong một không gian nhất định. Tức là suốt ngày chỉ ngồi trong một căn phòng thôi với từng ấy. Mọi thứ, những câu chuyện và không gian quanh mình nó không thay đổi nữa. Cái điều đó là điều tối kỵ đối với người sáng tác, bởi anh không thể ngồi một chỗ để anh nghĩ được nhiều điều mới mẻ. Tôi quan niệm rằng chỉ bằng một cách thôi. Anh bước ra ngoài đường phố, anh đi xa ra. Đôi khi thì có những cái chuyện rất bình thường, nhưng hãy nhìn bằng mắt người nghệ sĩ, mình tự cảm nhận nó. Thì đấy là có những cái cảm xúc đến cho mình chứ. Chứ đâu phải mình phải cứ suốt ngày mình ngồi một chỗ xong mình cứ phải nghiền ngẫm mọi thứ. Không cần thiết phải như vậy. Tôi nghĩ rằng có những cái mà người nghệ sĩ phải mở nó ra. Và nhất là đối với chúng tôi, người nghệ sĩ quân đội lại càng phải như thế nữa. Có những thứ mình chặt chẽ, mình đóng khung, nhưng có những thứ phải mở để cân bằng lại mọi thứ. Thưa anh, nối tiếp cha mình ở cả sự nghiệp sáng tác và công tác đào tạo thì theo anh là các nghệ sĩ trẻ ngày nay, ngay từ khi mà đang ngồi trên ghế nhà trường thì cần phải nâng cao ý thức và rèn luyện ở những mặt nào? Và nếu như để được nhắn nhủ tới các bạn thì anh sẽ gửi gắm điều gì ạ? Tôi cũng rất là hay tâm sự với các ca sĩ, nghệ sĩ hoặc là các sinh viên của tôi. Thì tôi chỉ nói rằng luôn luôn mong các bạn một điều thôi. Quãng thời gian ở trên ghế nhà trường nó ngắn lắm. Nó chỉ khoảng 4 đến 5 năm thôi. Nhưng các bạn phí hoài thời gian, nó trôi đi ngoảnh lại là hết. Và luôn luôn ỷ lại bằng cái năng khiếu và trời phú và bản thân mình đang có, thì sau này các bạn ra đời sẽ rất vất vả. Là thứ nhất. Thứ hai rằng cái phẩm chất của ngôi sao nó không có. Các bạn không nghĩ mình là muốn thành ngôi sao thì đương nhiên các bạn phải chuẩn bị cho mình bằng mọi thứ về kiến thức chuyên môn. Đó là điều quan trọng nhất là đối với người nghệ sĩ. Và cuối cùng thì chỉ nói ngắn gọn với sinh viên của mình thôi. Các bạn ạ, các bạn bước ra cuộc đời, cái vấn đề người ta yêu quý mọi người dành cho các bạn
là chuyên môn, là giọng hát, là tất cả mọi thứ liên quan đến nghề nghiệp của chúng ta. Vâng, rất là cảm ơn anh vì đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của Truyền hình Nhân dân. Xin kính chúc anh là sẽ có thật là nhiều sức khỏe và sẽ có được nhiều những cái ca khúc sáng tác cho đời, cho người hay hơn nữa trong tương lai ạ. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của anh. Trên cành cao là lá đặt lên môi thành lời, lời tâm tình dịu êm trong tim anh vẫn vương. Trăng về đêm càng sáng, ngồi bên anh đừng ngại, mình xích lại gần nhau mơ màng theo điệu nhạc. Gọi mùa xuân sang lung linh hương xa, gọi tình yêu em bay theo tiếng kèn, lá reo xuyên mang lời mong ước giữa đôi môi lá rung vần thơ, đêm huyền diệu đẹp trong mắt em mang sao xa. Tựa chim hót vút bay xa lướt trên đồi nương, trăng động trên trôi non lá xanh theo kèn đi khắp rừng. Trên cành cao là lá đặt lên môi thành lời, lời tâm tình dịu êm trong tim anh vẫn vương. Trăng về đêm càng sáng, ngồi bên anh đừng ngại, mình xích lại gần nhau mơ màng theo điệu nhạc. Gọi mùa xuân sang lung linh hương sáng, gọi tình yêu em bay theo tiếng kèn, lá rêu xuyên mang lời mong ước giữa đôi môi lá rung vần thơ, đêm huyền diệu đẹp trong mắt em đang sao sáng. Kèn anh ngân nga trong thiên nhiên mênh mang đất trời, những thanh âm vang tựa chim hót vút bay xa lướt trên đồi nương, trăng đậu trên trôi non lá xanh theo kèn đi khắp rừng. Gọi mùa xuân sang trong mắt em ngàn sao sáng, kèn anh ngân nga cùng thanh xa diễn hòa trong thiên nhiên mênh mang đất trời, những thanh âm vang tựa chim hót vút bay xa lướt trên đồi nương, trăng động trên trời non lá xanh theo kèn đi khắp rừng.